Chào các bạn đã quay trở lại với Estreno. Các bạn thân mến, khi mà nghĩ đến quét 3D thì chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ đến những cái công nghệ rất là cao siêu và làm trên những máy móc rất là hiện đại. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chức năng quét 3D cực kỳ là mới ở trên chiếc Sony Xperia XZ1 ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình sẽ demo cho các bạn những cái tính năng mà chiếc điện thoại XZ1 này có thể làm được với cái tính năng quét 3D của nó. Và để bắt đầu này, chúng ta sẽ cần nhau ấn vào cái phím 3D màu da cam ở phía bên này. Đó, ấn vào. Chúng ta sẽ có rất nhiều những tính năng. Đầu tiên là quét mặt này. Các bạn có thể lựa chọn hướng dẫn hoặc là quét luôn. Mình nghĩ là các bạn nên sử dụng hướng dẫn trước để có thể làm quen trước. Chúng ta sẽ ấn vào quét phần đầu. Sau khi ấn vào phần quét phần đầu thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó chính là đưa cả đầu và vai của nhân vật vào phía bên trong cái hình tròn ở đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ ấn bắt đầu quét. Và tiếp theo thì các bạn sẽ phải làm như những gì mà người ta đã ghi ở trên phía màn hình ở đây, chính là xoay quanh nhân vật của chúng ta. Làm sao các bạn hãy xoay để máy thật ổn định và thật chậm để nó có thể quét được nhiều chi tiết nhất có thể. Và sau khi đã quét xong rồi thì chúng ta sẽ cần làm một việc nữa, chính là nó sẽ tái tạo lại cái hình mẫu màu xanh kiểu này. Và chúng ta sẽ quét toàn xung quanh nhân vật của chúng ta một lần nữa để máy có thể tái tạo lại một cái hình 3D. Và các bạn quét làm sao để cho nó tái tạo lại khi mà các bạn nhìn vào hình màu xanh nó chi tiết nhất có thể, những mũi, những mắt hay là tai hay là tóc đó, các bạn nhìn sao nó thật chi tiết nhất có thể. Và sau khi mà các bạn đã vừa ý với cái hình rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ấn từ sau. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái hình như thế này rồi, mặt mình nhìn hơn cướp một chút. Nếu bạn để ý thì chúng ta sẽ xem vào rõ thì nó tái tạo lại khá là tốt ở phần tóc hai bên, phần tai này, phần tóc ở phía bên trên này chắc là mình quên chưa quét nên là nó chưa không được tốt lắm. Đó, nhưng mà các bạn thể thấy là nó làm lại chi tiết khá là tốt. Nếu các bạn đeo kính thì có thể quét hơi khó vì nó gồ lên ấy. Nên là mình nghĩ rằng là nên bỏ kính ra. Mình thì vẫn đeo kính nên là nó hơi bị fail chút ở phần kính thôi. Nhưng mà nếu các bạn để ý thì khi mà zoom vào phần mũi này thì nó làm chi tiết mũi khá là tốt, phần môi này, tai, phần tóc mai nữa, lông mày cũng khá là ổn. Sau khi các bạn tái tạo xong hình này thì đương nhiên chúng ta sẽ có một số những cái cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ ấn vào cái phần in 3D này. Các bạn sẽ có thể in 3D ra này, làm những cái mô hình trên máy in 3D của bạn nếu mà các bạn có. Còn nếu không có, chúng ta sẽ ấn sang phần chia sẻ. Các bạn có thể chia sẻ lên mạng xã hội, có thể làm một cái nữa là chia sẻ dưới dạng tập tin, hoặc là đặt nó làm hình nền động của chính chiếc điện thoại của các bạn. Có thể là chơi đùa với hình đại diện 3D. Đây là một cái tính năng mà mình khá là thích. Đó, mình sẽ thêm người của mình vào, mặt của mình vào. Các bạn thấy là ở đây sẽ có rất nhiều những cái hình ngộ nghĩnh. Gấu nâu này, gấu vàng này, gấu hồng này, hay là một số hình khác. Đó, khủng long này, trọng tài. Ui, nhiều vãi. Mình sẽ chọn thử một cái nào. Đây cái gì đây? Đây là ai này? Vãi. Tiếp nhá, mình sẽ chọn thêm một cái nữa. Đây, mình sẽ chọn thử khủng long màu hồng. Ôi, nhìn kiểu rất là hay ấy. Đâu nhờ, cái vườn đấy đâu nhờ. Đâu rồi, đâu rồi. Các bạn thấy khi mà các bạn click vào cái hình này thì các bạn thể chọn tư thế cho nó. Và nó còn kèm thêm cái nhạc nền nghe rất là buồn cười. Có cả hành động luôn, hay vãi. Rất là hay, mình nghĩ trò này nghịch với cả bạn bè rất hay này. Các bạn có thể quay một kiểu quay lại màn hình ấy, xong post lên Facebook cũng được. Và hình như là mình nhớ không làm gì, nó có thể thêm tối đa là 5 nhân vật trong một khu hình cỡ bình thường như thế này. Mình sẽ thử thêm một số người khác, ví dụ là một anh editor của Echannel thôi nào. Ôi, ngầu quá ấy. Còn rất là nhiều hình ấy, nó có rất là nhiều hình ngầu ở bên trong này. Và cả hình buồn cười nữa. Ngài vãi, kiểu vườn thú, khủng long, trong cái gì. Đó, mình thấy là cái tính năng này nó khá là hay khi mà các bạn có thể kiểu là chơi đùa với tất cả bạn bè của các bạn. Đó, như vậy thì ngày hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn về cái tính năng quét 3D của chiếc Sony Xperia XZ1 này. Các bạn có thể quét vật thể, quét rất nhiều thứ khác mà các bạn thích trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Và channel của mình thì đã quét một số vật thể như kiểu là búp bê Nga này, lọ muối tôm hay là một số người khác, mặc dù mà hơi fail một chút nhưng không sao. Đó, và các bạn hãy sắm cho mình chiếc Sony Xperia XZ1 xong rồi bắt đầu luyện tập quét 3D người yêu hay là gì đấy để cho đỡ nhớ cũng được. Đó, và hoặc làm bất cứ thứ gì mà các bạn nghĩ ra với cái tính năng quét 3D này. Và mình tin rằng là các bạn thích sáng tạo thì sẽ cực kỳ thích cái tính năng này. Và các bạn nếu thích cái clip này thì đừng quên like, share và subscribe YouTube của channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.